đi nào, em lại phá đám anh nữa có phải không? Em bảo này, chúng ta hãy gặp nhau ở công viên nước sau 15 phút nữa. Em có nhiệm vụ này dành cho anh. Thôi được rồi, đi thôi. Mình đang ở đâu đây? Mình không hiểu công viên nước đang ở đâu nhỉ? Có lẽ mình đã rẽ nhầm đường. Mình thấy có chút nghi ngờ, mình cần phải ra khỏi đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình vẫn ở chỗ cũ? Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làm gì có chuyện gì được chứ, con còn lạ gì David nữa. Có lẽ nó đang mải chơi cùng với bạn của nó thôi. Mẹ ơi, dừng xe lại đi, chúng ta sẽ về nhà. Ý con là gì, về nhà bây giờ, còn công viên nước thì sao đây? Tùy con thôi. Làm sao mình đến đây được chứ? Tháp này là tháp gì? Mình không hiểu. Điện thoại của mình đâu rồi? Mình cần phải ra khỏi đây. Nơi này thật kỳ lạ. Mình cần tìm thấy điện thoại gấp. Mình đã tìm thấy nó rồi. Selena, Selena, Selena. Đây là cái gì? Cái này là cái gì chứ? Cần phải tắt nó đi. Chà, bây giờ thì mình đã bình tĩnh hơn một chút rồi. Cái gì? Mình phải làm gì bây giờ? Selena, con làm sao thế? Mình nghĩ con bị làm sao sao? Ừ, có chuyện gì với con thế? Tại sao con lại la hét thế? Mẹ có biết không? Tất cả những người đến công viên nước ngày hôm nay, tất cả đều biến mất rồi. Mẹ thử đọc đi. Cái gì? Ý con là gì chứ? Cảnh sát đã nhận được tin báo về những đứa trẻ mất tích. Kể từ 14 giờ đến 15 giờ. Ngày hôm nay, tất cả những đứa trẻ đến chơi ở công viên thủy sinh địa phương đều đã mất tích. Và đội cảnh sát đang điều tra tại hiện trường cũng đã biến mất khỏi máy theo dõi của chúng tôi. Đây là một tin tức vô cùng chấn động và chúng tôi đang tích cực điều tra hiện trường vụ án. Bây giờ đó là lỗi của con. Chính con đã bảo anh David đi đến công viên nước kinh khủng đó. Có vẻ như mình đã trốn thoát. Cái gì? Cái gì chứ? Mình đã đi theo hướng ngược lại cơ mà. Một con mèo ở trên tháp. Tại sao nó lại ở trên đó được? Điều này không thể nào xảy ra được. Chắc là ảo giác rồi. Con đường đây rồi. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ra được khỏi đây. Ôi,
Đây là đâu? Sao lại có thể như thế được? Giúp tôi với! Giúp tôi với! Cánh cửa! Cửa ở đâu? Không có cửa! Bạn có nghe thấy tôi nói gì không? Không có cửa! Không thể nào! Không thể nào! Có ai ở đây không? Nhìn này, con đã tìm thấy thứ gì đó. Chúng ta cần cảnh báo David trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Ừ. Một cánh cửa. Nó đến từ đâu nhỉ? David, làm ơn nghe điện thoại đi. Làm ơn nghe đi mà. Đừng có mở nó! Chuyện này thật là kỳ diệu! Thích thật đấy! Mẹ ơi! Hôm nay thật tuyệt vời! Nhanh lên! Chúng ta hãy nói với Sasha! Chị Sasha! Sasha! Chị có tin không? Chị có biết chúng em vừa thấy ai không? Búp bê của trò chơi con mực đã giao bánh pizza đấy! Đúng vậy đấy! Không thể tin được là nó đã giao bánh pizza! Thật sao? Đúng rồi! Con có tin nổi không? Con búp bê đó đã mở một cửa hàng! Để con tìm trên Google! Đây rồi! Đúng rồi! Pizza con mực! Và mức giá cũng rất tốt nữa! Mẹ sẽ kiểm tra xem chúng ta còn bao nhiêu tiền. Đây, chúng ta có 25 đô la. Ồ, từng đó đủ mua 3 cái pizza đấy ạ. Con đã đặt hàng rồi. Nó đến rồi đấy. Chúng ta cần mở cửa. Ừ, được rồi. Tôi xin lỗi, số tiền này không đủ. Các bạn vẫn còn thiếu 10 đô la nữa. Sao lại không đủ? Chúng tôi trả đúng rồi mà. Sasha, con có tính sai gì không đấy? Không ạ, 25 đô la mà mẹ. Đúng vậy, nhưng các bạn không để ý. Mức giá đó chưa tính đến thuế và phí giao hàng đâu. Đúng là đồ lừa đảo. Ôi, chúng ta hết sạch tiền mặt rồi. Các bạn có thanh toán thẻ được không? Chúng tôi không thanh toán thẻ đâu. Được rồi, vậy hãy cầm lấy bánh pizza, trả tiền cho chúng tôi và đi đi. Vậy thì tôi không thể nào trả lại tiền cho các bạn vì đã gây bất tiện cho tôi. Tôi muốn ăn bánh pizza. Búp bê trò chơi con mực. Dù rằng cậu đã đổi nghề rồi, nhưng chắc cậu vẫn thích chơi trò chơi chứ. Chơi sao? Nếu cậu thắng, cậu có thể cầm cả bánh pizza và tiền. Nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ phải giảm giá cho chúng tôi. Chúng ta thỏa thuận vậy nhé. Có đồng ý không? Được thôi. Nhưng chúng ta sẽ chơi trò chơi của tôi. Tất nhiên là bạn sẽ tạo ra những trò chơi bất khả thi, có đúng không hả? Vậy thì, hai ván chơi đầu tiên sẽ là quy tắc của tôi. Hai ván tiếp theo sẽ là quy tắc của các bạn. Đồng ý chứ? Đồng ý. Ván đầu tiên của tôi, các bạn phải thổi tắt nến. Hãy sử dụng không khí trong chai bằng cách đập bẹp cái chai. Ôi, đây chắc chắn là nhiệm vụ của mẹ rồi.
Đến lượt cậu đấy, búp bê. Yes. Chúng tôi không có sức mạnh của bạn. Bây giờ sẽ là thử thách theo quy tắc của chúng tôi. Cậu sẽ phải thả những quả bóng ra từ trên cầu thang xuống và phải có ít nhất một quả bóng lọt vào trong cốc. Thật là siêu quá. Hoan hô! Tuyệt quá, con đã trúng hai quả bóng cùng một lúc này. Con làm tốt lắm. Được rồi, tiếp theo sẽ là trò chơi trí nhớ của tôi. Ôi, chắc chắn là mẹ không chơi được trò chơi này rồi, bởi vì trí nhớ của mẹ đã đi chơi 20 năm nay rồi. Còn con thì sợ rằng con sẽ đâm vào tường mất. Vậy thì Selena, tất cả hy vọng đặt vào con đấy. Dễ mà, cậu có thể thêm vào một vài ô vuông nữa cũng được. Được thôi. Không thể nào. Cậu nhớ ghi lại số điểm, cậu cần phải chơi công bằng đấy. Đúng vậy. Được rồi, chúng ta sẽ xem cậu làm như thế nào. Cố lên Selena-san, hãy nhớ kỹ mọi ô vuông nhé. Mẹ đừng lo, con đã chơi trò này nhiều rồi. Con có nhìn thấy gì không? Không ạ. Vậy được, 1, 2, 3. Sáu, bảy, yay! Và thử thách tiếp theo sẽ theo quy tắc của chúng tôi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Tôi luôn sẵn sàng. Thử thách tiếp theo sẽ là của mẹ. Các con chờ mẹ ở đây nhé. Trò chơi này rất dễ. Chúng ta cần thổi bay tất cả các quả bóng màu trắng và để lại những quả bóng màu cam. Trò chơi này ai sẽ chơi đây? Để con thử xem. Được, nhưng hãy cẩn thận đấy. Con làm tốt lắm. Vâng, nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào và con đã làm xong rồi. Hoan hô, giỏi lắm Sasha. Giờ đến lượt búp bê nào. Nếu búp bê làm được thì sao? Vậy thì tỷ số sẽ là hòa hả? Đừng lo, có điều gì đó nói với mẹ rằng búp bê sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này được đâu. Tôi đã thổi quá mạnh rồi. Các bạn đã thắng, bánh pizza là của các bạn. Mẹ nhìn kìa, nó đã để lại bánh pizza rồi. Yeah.